Chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3 thì Xuân Đình lại tiếp tục lên cho các bác một cái bộ âm thanh phối ghép hàng bình dân để phục vụ cho các bác mua sắm cũng như phối ghép các thiết bị âm thanh của nhà mình. Và những cái sản phẩm nhà Xuân Đình thì luôn luôn là ở những cái mức giá là vừa phải, cho nên bác nào cũng có thể chơi được một cái bộ âm thanh vừa tầm tiền. Nhưng ngược lại thì Xuân Đình vẫn luôn đảm bảo cho các bác được cái chất âm sẽ hay hơn cái tầm tiền các bác bỏ ra. Và trong khoảng mấy ngày ở đây thì các bác cũng có yêu cầu là muốn lên những cái bộ phối ghép nó vừa vừa tiền một chút. Thì hôm nay Xuân Đình lên cho các bác một cái bộ hàng bãi tuyển chọn của hãng Pioneer, gồm có âm ly và tuner của Pioneer đang ghép với một cặp loa Pioneer, gọi là một combo. Cặp loa này là cặp loa của dàn, nhưng khi đứng cùng bộ dàn thì chất lượng nó lại không hay, nhưng mà nếu như ghép rời thì chất lượng nó rất là tuyệt vời, nó sẽ khai thác được hết cái chất lượng của cặp loa cũng như phối ghép chuẩn thì cái chất lượng âm thanh nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Thì cái đoạn đầu Xuân Đình cũng có test nhạc cho các bác, thì các bác có thể đeo tai phone để cảm nhận được cái chất lượng âm thanh cũng như giải bass tép rất là rõ ràng chi tiết. Còn nếu như ghép cùng một bộ dàn thì chưa chắc nó đã so sánh được với những bộ rời như thế này. Bộ này thì nó đang có phân khúc là hơn 6 triệu một chút. Thì nó chính xác giá bao nhiêu và như thế nào thì Xuân Đình sẽ đi chi tiết quay cận cảnh cũng như báo giá cho các bác trong video ngày hôm nay. Mong rằng các bác khi xem video cũng như muốn mua sản phẩm hoặc muốn mua cả bộ thì các bác cũng nên xem cho kỹ và các cái tính năng, cách sử dụng cũng như kích thước của loa và âm ly nó như thế nào để các bác rất tính toán kê trong các căn phòng của nhà mình. Cái bộ phối ghép này thì các bác sẽ chơi rất tốt với diện tích phòng 30m². Chất lượng âm thanh thì đảm bảo là các bác sẽ hay cái tầm tiền các bác bỏ ra. Và bây giờ thì xin mời các bác cùng Xuân Đình quay chi tiết về cái bộ sản phẩm ngày hôm nay. Đầu tiên thì sẽ quay cho các bác một cái bộ combo âm ly và tuner. Thì dòng này nó rất là đẹp. Đây là hai cái thớt rời riêng biệt các bác nhé, có thể tách rời ra. Và cái nó có cái đèn màu xanh rất là đẹp này. Hàng này là hàng nội địa của Nhật, combo này là Pioneer AI5, đàn em của I7 và I9. Dòng này thì nó cũng chạy 4 giò than xanh đen. Và dòng này thì có cái đường Prius cho các bác làm rè qua một thiết bị khác rất là tuyệt vời, mà lấy được cái phần âm sắc trên chiếc âm ly này, rất là hay nhé. Đây là cái thớt tuner bên trên, thì nó là hàng nội địa, tần số của nó chỉ có 90 khi tắt đèn. Đấy, bật lên. Nó có cái màu xanh rất là dịu. Đấy. Hàng nội địa anh em của nó chỉ có 90 thì Xuân Đình cũng đã test thử, nó cũng vẫn còn chơi tốt. Về căn bản là ở cái phòng của Xuân Đình thì nó hơi thấp trên cái tần số FM cũng như cái sóng nó hơi kém, nhưng mà hiện tại thì vẫn bắt tốt luôn các bác nhá. Đây. Đấy, thì vì sóng nó hơi kém nên là Xuân Đình test cho các bác là biết là nó hoạt động kể cả là phần FM thì nó rất tốt rồi. Thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Quý vị và các bạn cùng trò chuyện với giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung ở Viện Việt. Nhiều khi mình nghe nhạc nhiều thì nó cũng chán, thì nếu như nghe đài thì nó cũng làm thay đổi cái gu âm thanh của mình một chút thì nó cũng rất là dễ chịu. Cái thớt tuner này nó là rời riêng biệt, nó combo theo cái bộ AI5 này. Thứ nhất là về hình thức thì khi bay vào nó rất là sang trọng. Nó là hàng nội địa các bác nhá. Đấy. Thớt âm ly thì dòng này nó cũng có đánh hai cầu loa AB, trở kháng là từ 6 ohm, có chỉnh bass check trực tiếp trên máy, có ba lăng, có nâu nốt. Sang bên này là các đường vào để cho các bác kết nối thiết bị bên ngoài, gồm có CD, AUX, tab 1, tuner và tab 2. Nếu như các bác ấn cái đèn tab 2 này, nó sáng đèn vàng thì tất cả những đường còn lại bên này sẽ không có tác dụng nữa. Cho nên nếu như không sử dụng tab 2 thì bác nhả nó ra để các đường AUX tuner mới có tác dụng. Thế đây Xuân Đình thử cho các bác xem này. Là test nhạc này, bấm này. Đấy, khi cái đèn này sáng rồi thì tất cả cái tính năng này nó sẽ không có tác dụng. Nếu như không sử dụng thì nhả ra. Đấy. Ngoài cùng là volume, size của nó là size chuẩn 42. Cả bộ này thì nó tuyệt đẹp, không có một vết xước nào trên cái chiếc âm ly và tuner này. Đấy. Bộ này thì Xuân Đình đang bán mức giá là 3.200.000 đồng. Ghép tốt những dòng loa Nhật Bass 20, 25, hình thức thì cực kỳ là đẹp.
Đấy, mức giá là 3,2 triệu cả bộ, gồm có tuner và âm ly. À, các cái phần rắc cắm đằng sau cũng như chiếc âm ly nó rất là mới, các bạn có thể nhìn thấy rõ này. Đấy, đây là cái đường pre input này, pre làm dè bao đấy, làm dè cho các bác qua thiết bị khác qua đường này. Đây là cầu loa. Số series của chiếc âm ly này là 257, công suất 90W, dòng này tiếng rất là tốt luôn. Ghép những dòng loa Nhật Bass 20-25 đánh căng đét các bác nhé. Còn tất nhiên thì với những dòng loa dàn thì là thừa khả năng để ghép rồi. Đấy. Bộ Pioneer 25 có mức giá là 3,2 triệu đồng. Và tiếp theo thì Xuân Đình sẽ quay cho bác về cái cặp loa. Cặp loa này là cặp loa Pioneer Z92V. Đấy, hình thức của cặp loa này thì đẹp xuất sắc. Bát của nó là bát 24, 3 way. Gân của nó là gân vải màng carbon, một trung đôm và một tép đôm. Kích thước của loa nó có chiều cao là 54. Đấy, chiều ngang của nó là 28, 29. Căng cước thì đẹp xuất sắc rồi. Dòng loa này thì nó thuộc dòng loa giản đại. Và những dòng loa này chỉ để nghe nhạc thôi. Chứ các bác đừng mang ra hát karaoke, nó rất là phí. Vì loa karaoke nó khác và loa nghe nhạc nó khác. Còn nếu như những cái dòng loa nghe nhạc để mà hát karaoke thì bác phải dùng những cặp loa to, công suất nó chịu đòn tốt một chút thì mới hát được. Còn với những dòng loa dàn này thì hát thì rất dễ bị cháy. Đấy. Đây là chiếc loa còn lại này. Bộ này thì các bác nghe nhạc Bolero, nhạc vàng trữ tình hoặc nghe guitar không lời thì rất là tuyệt vời luôn. Hình thức thì rất là đẹp. Loa cam kết là còn nguyên zin tuyệt đối, căng cước còn đầy đủ, không có bị rách chút nào. Đây là phía đằng sau của cặp loa. Đấy, góc cạnh rất là sắc nét. Hôm nay thì nó có trở kháng là 6 ohm, công suất là 90W một loa, Margin Japan. Pioneer Z92V. Đây là chiếc còn lại. Đẹp xuất sắc các bác nhé. Tuy rằng nó không phải là những dòng đắt tiền, nhưng mà những cái bộ mà Xuân Đình thường lên phối ghép cho các bác, cũng như cái chất lượng đến hình thức thì luôn luôn phải là đẹp. Cặp loa Z92V này thì Xuân Đình đang bán mức giá là 3 triệu. Z92V có mức giá là 3 triệu đồng. Và tổng giá trị cả một cái bộ này là 6,200,000 đồng. Đấy. Một cái mức giá tiền thì khá là rẻ, là bình dân. Nhưng lại thì cái chất âm thì luôn luôn là sẽ hay, cái tầm tiền các bác bỏ ra rất là nhiều. Và các bác có thể là mua lẻ âm ly hoặc mua lẻ loa thì tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Và như vậy là trong video buổi trưa ngày 1 tháng 3 thì Xuân Đình đã lên cho các bác một cái bộ âm thanh phối ghép. Bộ này thì các bác chơi rất tốt, phòng 30m². Từ hình thức đến chất âm rất là tuyệt vời. Mọi thông tin cũng như số điện thoại liên hệ 0395727582. Địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội. Cảm ơn các bác theo dõi video của Xuân Đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.